Trong phòng hồi sức cấp cứu, Cố Thành Kiêu kiên trì bảo Lâm Húc sang phòng bên nghỉ ngơi để tránh tình trạng kiệt sức. Còn anh thì ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Anh chỉ cần vừa nhắm mắt là trong đầu sẽ hiện ra cảnh tượng cô nhóc ra ra vào vào cứu người. Vẻ liều mạng đó cực kỳ giống với chiến sĩ đội đặc nhiệm dã lang bọn họ. Nhưng anh không muốn cô như thế. Anh thà rằng cô tham sống sợ chết một chút. Một loạt tiếng bước chân vọng đến, anh cảnh giác mở mắt ra. Chỉ thấy một y tá trẻ tuổi dắt tay một bé gái mặc đồ bệnh nhân đi tới chỗ anh. Cô y tá trẻ chỉ vào anh và nói: "Tiểu Thúy, vị này là thủ trưởng Cố đấy." "Tiểu Thúy? Tiểu Thúy nào?" Cố Thành Kiêu đứng lên. Tiểu Thúy nhìn anh chăm chú. Cô bé khá gầy, đôi mắt rất to. Cố Thành Kiêu biết cô bé này. Cô bé chính là người mà Lâm Thiển muốn nói giúp đỡ. Nửa đêm hôm qua, cô bé cùng về thành phố B với bọn họ. Còn có em trai của cô bé nữa. Trước đó, Lâm Thiển đã bảo rằng muốn đưa hai chị em về thành phố B. Ông nội của hai bé vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện quân y, nên anh có ấn tượng đặc biệt. Y tá nói: "Thủ trưởng Cố, rất mạo muội vì đã làm phiền ngài. Tiểu Thúy bảo là có chuyện quan trọng, muốn chuyển lời với ngài." "Được." Cố Thành Kiêu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Tiểu Thúy. "Lời gì? Là Lâm Thiển bảo cháu chuyển lời sao?" Tiểu Thúy không nói gì mà quỳ phịch xuống đất, làm Cố Thành Kiêu giật nảy mình. "Chú à, chú và cô giáo Lâm là ân nhân cứu mạng của cả nhà cháu. Cháu không thể đền đáp, chỉ có thể dập đầu 3 cái. Cố Thành Kiêu giữ tay Tiểu Thúy lại. "Đừng như vậy, mau đứng lên đi." Nhưng Tiểu Thúy rất cố chấp. Cô bé vừa khóc vừa nói: "Không, nhất định phải làm. Chú không cho cháu dập đầu thì cháu sẽ không đứng lên." Tiểu Thúy nhanh chóng dập đầu liên tiếp 3 cái. Cố Thành Kiêu thở dài, vội đỡ cô bé dậy. "Cô giáo Lâm nói, chồng cô ấy là người không gì không làm được. Người khác không thể cứu cô ấy ra, nhưng chú thì có thể. Quả nhiên cô giáo Lâm đã không lừa cháu. Sau này lớn lên, cháu cũng phải tìm một người chồng không gì không làm được, cao giáo đẹp trai như chú." Cố Thành Kiêu cười tủm tỉm vì lời nói vô tư của trẻ con. Sau đó Tiểu Thúy tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, gộp với chiếc nhẫn trên dây chuyền, trịnh trọng đặt vào tay Cố Thành Kiêu. "Cô giáo Lâm nói, nếu cô ấy không thoát ra được, thì nhờ cháu giao chiếc nhẫn này cho chú, đồng thời chuyển lời với chú. Nhưng bây giờ cô ấy đã thoát ra được rồi, chú còn muốn nghe di ngôn của cô ấy không?" "Cô ấy đã thoát ra rồi thì không gọi là di ngôn nữa. Cháu cứ nói với chú đi, chú muốn nghe." "Được, chú muốn nghe thì cháu sẽ nói. Cô giáo Lâm nói, có thể gả cho chú là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời cô ấy. Chú vui thì cô ấy cũng vui, chú đau khổ thì cô ấy sẽ đau khổ hơn." Cố Thành Kiêu hiểu được chỗ tinh tế của di ngôn này, trong thoáng chốc lòng đầy chua xót. "Chú à, chú khóc sao?" Cố Thành Kiêu hít mũi một cái, lắc đầu cười. "Không có, chú đang cầu nguyện. Cầu nguyện cho cô giáo Lâm mau tỉnh lại." "Dạ, cháu cũng đang cầu khấn. Cô giáo Lâm là người tốt. Người tốt sẽ được đền đáp tốt." "Cháu thật hiểu chuyện. Em trai cháu đâu rồi?" "Em cháu đang ở phòng bệnh. Có cô y tá chăm sóc." "Cháu qua thăm ông nội chưa? Ca phẫu thuật của ông cháu rất thành công, mấy ngày nữa là có thể xuất viện." "Cháu định gặp chú xong sẽ đi thăm ông nội." "Vậy thì cháu đi đi." Tiểu Thúy ngoái đầu, nhón chân nhìn vào phòng theo dõi một chút rồi nói: "Chú à, khi nào cô giáo Lâm tỉnh lại, hãy nói cho cháu biết được không?" "Được." Y tá đưa Tiểu Thúy đi. Cố Thành Kiêu đứng lên, bước đến bên tường kính. Anh đặt chiếc nhẫn lên môi hôn nhẹ, như đang khẽ khàng hôn cô. "Nhóc con, có thể lấy được em cũng là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời anh. Cuộc sống sau này, em vui vẻ thì anh vui vẻ, em đau khổ thì anh sẽ đau khổ hơn em."
Trong phòng bệnh tại khoa chỉnh hình, Cổ Đông Quân vô tình chạm vào vết thương, đau đến nỗi vã mồ hôi lạnh. Đó là cảm giác đau thấu xương. Phan Khả Vận cười trêu bọn họ. Anh Đông Quân, chị Liễu Nhi, hai người kiềm chế chút đi, nơi này là phòng bệnh. Hơn nữa, anh Đông Quân vừa mới bó bột, không thể làm chuyện xấu. Cố Đông Quân thật sự khó trả lời. Sự đau đớn dữ dội khiến anh không còn sức cãi lại. Dương Liễu Nhi cuống cuồng giải thích. Trẻ con đừng nói mò, anh chị có làm chuyện xấu gì đâu. Mặc dù ý tứ đúng là đang giải thích, nhưng nhìn thần thái và giọng điệu thẹn thùng của cô ta thì càng giấu càng lộ, khiến người khác suy nghĩ viển vông. Lâm Du quả thật như ngồi trên bàn trông, chẳng biết phải nhìn đi đâu. Cô cắn môi nghĩ thầm. Đáng lẽ mình không nên tới. Phan Tuệ lo lắng hỏi. Có cần gọi bác sĩ không? Cố Đông Quân xua tay. Qua cơn đau, giờ đây đã ổn. Anh chậm rãi thở phào một hơi nói. Không cần. Dương Liễu Nhi liền đến bên cạnh anh, rút hai tờ khăn giấy quan tâm lau đi mồ hôi rịn ra trên trán anh. Trái tim Lâm Du lại bắt đầu mâu thuẫn, hai người tí hon trong lòng lại bắt đầu cãi nhau. Xem ra bọn họ đã tái hợp rồi, mình đi thôi, ở lại đây làm gì? Không đúng, không đúng, Cố Đông Quân đã lấy tính mạng ra thề, cô phải tin anh ấy. Đàn ông mà đáng tin thì lợn đã biết trèo cây. Hài, thật đáng tiếc cho nụ hôn đầu của cô. Hoạn nạn mới biết chân tình, cô và Cố Đông Quân đã trải qua hoạn nạn, anh ấy đã lao vào cứu cô trong lúc nguy cấp, chẳng lẽ cô không thể cho anh ấy cơ hội giải thích sao? Đúng vậy, trong nháy mắt, khi căn phòng sập đổ, Cố Đông Quân đã liều mình lao vào cứu cô. Vì sao cô không thể tin tưởng anh một lần chứ? Nếu anh chính miệng nói với cô là anh và Dương Liễu Nhi đã tái hợp, bọn anh chuẩn bị kết hôn, vậy mới chính là đã định. Cố Đông Quân hất đầu sang một bên, mất kiên nhẫn nói. Không cần, tôi tự làm được. Nói xong anh lặng lẽ nhìn sang Lâm Du. Lúc này Lâm Du cũng đang lén nhìn anh, ánh mắt hai người đều rất mờ ám, cứ thế không hẹn mà gặp. Lâm Du nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cười gượng nói. Hình như tôi tới không đúng lúc rồi, ha ha. Phan Khả Vận nói. Đúng đó. Coi như cô tự biết mình biết điều hơn cô em họ nhà giàu mới nổi kia nhiều. Sau lần bị sỉ nhục đấy, Phan Khả Vận hận Lâm Thiển tới tận xương tủy. Trước đây chỉ là chán ghét, nhưng bây giờ chính là hận. Sáng nay, cô ta nghe ba mẹ nói rằng trong đám người gặp chuyện không may ở Đại Thanh Sơn còn có Lâm Thiển. Cô ta đã âm thầm khó chịu. Sao không để chết Lâm Thiển đi chứ? Thế nhưng cô ta lại e dè Cố Thành Kiêu. Vừa buồn miệng nói ra câu này, thấy ánh mắt nhắc nhở của Dương Liễu Nhi, cô ta nhanh chóng lật lọng. A ha ha, ý của tôi không phải vậy, tôi không nói Lâm Thiển. Lâm Du chỉ cười chứ không nói gì, không thèm tranh cãi với tiểu nhân. Cô lại nhìn Cố Đông Quân hỏi. Ngoài gãy xương ra, anh còn bị thương ở đâu nữa không? Cố Đông Quân cũng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh. Không có, còn em thì sao? Chỉ một câu hỏi thăm đơn giản lại khiến Lâm Du lập tức mở cờ trong bụng. Em cũng không. Người nhà em đang làm thủ tục xuất viện. Thăm anh xong em sẽ về nhà. Câu thăm dò đơn giản này cũng đồng thời làm Dương Liễu Nhi đang đứng giữa hai người ngầm sinh lòng ghen ghét. Trong mắt của Đông Quân hiện giờ chỉ có Lâm Du, hoàn toàn không có chỗ cho cô ta. Tình cảm mập mờ giữa Cố Đông Quân và Lâm Du như có như không. Có lẽ bản thân bọn họ vẫn còn chưa nhận ra, nhưng người ngoài lại thấy rất rõ ràng. Phan Khả Vận không dám nghĩ đến phương diện kia. Phan Tuệ thì càng không để ý. Chỉ có Dương Liễu Nhi, cô ta lại xác định lần nữa là sự thật, Cố Đông Quân đã không còn yêu cô ta. Phan Tuệ chuyển đề tài. Các cháu ăn nho đi, rửa sạch lắm đấy. Đến đây nào Lâm Du. Cảm ơn bác gái, thật sự không cần đâu ạ. Cháu đến chỉ muốn xác nhận thương thế của thầy Cố thôi. Nếu anh ấy không có gì đáng ngại thì cháu đi đây ạ. Phan Tuệ không giữ cô lại cười nói.
Được, vậy cháu đi thong thả. Cố Đông Quân vội nói. Để lại số điện thoại của em đi, có việc sẽ liên lạc. Lâm Du sững người, bỗng nụ cười gian xảo sau lưng anh. Rồi hơi quay đầu, nghịch ngợm nói. Đây là thủ đoạn xin số thịnh hành hiện giờ sao? Lúc trước, Cố Đông Quân cũng đã từng nói như thế khi từ chối cô. Nhìn vẻ mặt quá bất ngờ của anh, Lâm Du cười nói. Ha ha, đùa thôi, em đi đây, hẹn gặp lại. Đúng thế, vậy em có cho không? Sau khi xin số thì sao? Cố Đông Quân trông như cười mà không phải cười, như giận mà không phải giận. Cùng chung chí hướng mới có thể làm bạn. Chúng ta hẳn là không có chủ đề chung, cho nên sẽ không có số đâu. Lâm Du kiêu ngạo hất cao cằm. Đi đây, bye bye. Cố Đông Quân ăn quả đắng nhưng tâm trạng lại rất tốt, lúc thở dài cũng cười. Chỉ nhớ tốt lắm cô nhóc, nhớ kỹ những lời của anh như thế. Còn ba người Phan Tuệ, Phan Khả Vận và Dương Liễu Nhi nghe xong đều sửng sốt một lúc. Sau khi Lâm Du rời đi, Phan Khả Vận mới nhỏ giọng lầm bầm. Hừ, đúng là một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Là Lâm Thiển đắc đạo chứ không phải cô ta vênh váo cái gì chứ? Phan Khả Vận kéo tay áo Dương Liễu Nhi, nghiêm túc nhắc nhở. Chị Liễu Nhi, chị phải giữ chặt anh Đông Quân đấy. Con gái nhà họ Lâm có rất nhiều quái chiêu. Lâm Thiển có thể lấy được Cố Thành Kiêu thì Lâm Du cũng có thể. Dương Liễu Nhi không vui chừng cô ta, không cho phép cô ta nói thêm gì nữa. Phan Khả Vận biết lời mình lỡ, vội vả vào miệng. Miệng thối, em đang nói bậy nói bạ cái gì thế này? Xấu không linh, tốt mới linh, anh Đông Quân và chị Liễu Nhi nhất định sẽ kết hôn. Cố Đông Quân nghe thấy thì trịnh trọng nói. Anh không biết, sao hai em lại hiểu lầm như thế? Muốn anh phải nói chuyện này mấy lần nữa đây? Phan Khả Vận sợ đến rùng mình. Sao vậy? Em nói sai chỗ nào à? Cố Đông Quân không thèm nghe cô em họ giải thích mà chỉ nhìn mẹ mình nói. Mẹ, con và Dương Liễu Nhi đã chia tay từ mấy năm trước rồi. Con không có ý định hàn gắn. Mẹ không cần phải quan tâm chuyện hôn nhân đại sự của con. Lòng con đã quyết. Con lặp lại lần cuối. Con và Dương Liễu Nhi sẽ không tái hợp, sẽ càng không kết hôn. Ba người đừng có làm bừa làm càn mà cuối cùng khiến mọi người đều xấu hổ. Phan Tuệ hiểu rõ con mình hơn ai hết. Đằng sau tính tình ôn hòa là tính cách mạnh mẽ. Anh không nhất định sẽ nói ra chuyện không tán thành ngay lần đầu. Nhưng nếu anh đã nói ra thì đó chính là chuyện chắc chắn. Phan Tuệ bất ngờ, cũng có mất mát. Dương Liễu Nhi rất khó chịu trong lòng. Cô ta luôn cho rằng chỉ cần mình thật lòng thì chắc chắn anh sẽ quay lại. Trước đây anh sẽ bao dung tất cả cho cô ta. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất. Tình yêu năm đó đã sớm thay đổi hoàn toàn. Vậy thì cô ta còn ở lại đây làm gì? Xin lỗi, em còn có việc đi trước đây. Mắt Dương Liễu Nhi đỏ lên, cầm lấy túi sách bỏ đi. Ây ây ây! Phan Khả Vận nhìn anh họ rồi lại nhìn Phan Tuệ. Cháu đi xem chị ấy một chút. Chị Liễu Nhi, chờ em với. Hai người rời đi, cuối cùng phòng bệnh cũng yên tĩnh lại. Không ai hiểu con bằng mẹ, Phan Tuệ đi đến bên giường hỏi. Con trai, con không chấp nhận Liễu Nhi nữa, là vì con bé Lâm Du kia phải không? Cố Đông Quân thoáng sửng sốt. Thật sao? Có lẽ vậy anh cũng không rõ. Mẹ, con và Liễu Nhi đã không thể nào nữa, không liên quan đến người khác. Thật không? Thật mà, con nói dối mẹ làm gì? Lâm Du là chị họ của Lâm Thiển, con đã từng gặp cô ấy mấy lần, không thân lắm đâu, chẳng qua lần này bọn con mới đi dạy chung mấy ngày. Phan Tuệ mỉm cười. Con lừa người khác được, lừa mình được, nhưng không lừa được mẹ đâu. Phan Tuệ bóc một trái nho nhét vào miệng con trai nói tiếp. Mẹ nhìn ra được con bé Lâm Du kia thích con. Còn một người kín đáo ít nói chuyện như con, có lẽ vẫn chưa nhận ra mình cũng thích người ta đúng không?
Cổ Đông Quân luôn điềm tĩnh, nho nhã, ấy vậy mà thoáng chốc đỏ mặt, nhai quả nho chua chua ngọt ngọt trong miệng mà suýt chút bị sặc. Khụ khụ khụ. Phan Tuệ sắp cười chết, vội đỡ con trai dậy, còn đập lưng cho anh như lúc còn nhỏ. Con nhìn con kìa, bị mẹ nói trúng tim đen rồi phải không? Đã sắp 30 rồi, còn thẹn thùng gì nữa? Cổ Đông Quân ho một tràng, cuối cùng thở ra. Mẹ lại làm bừa nữa rồi. Ha ha, được rồi, mẹ không cười con nữa. Tóm lại, con tự hiểu rõ chuyện hôn nhân đại sự của mình là được rồi. Mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, con và Lâm Du vẫn chưa có gì. Bây giờ nhắc đến hôn nhân đại sự có phải sớm quá hay không? Phan Tuệ lại không nhịn được cười. Mẹ có nói con và Lâm Du đâu, chưa đánh đã khai rồi. Cổ Đông Quân im lặng. Không ăn nữa, mẹ ăn đi, con buồn ngủ rồi. Nói xong anh lập tức nằm xuống nhắm mắt lại. Phan Tuệ lắc đầu cười. Không ai ăn nho thì bà ăn vậy, nho này vừa to vừa ngọt, không ăn thì phí lắm. Dương Liễu Nhi vừa ra tới cổng bệnh viện thì đã bị một đám phóng viên núp lùm vây quanh. Cô ta là minh tinh hot nhất hiện giờ, đi đến đâu cũng có người theo dõi và chụp lén. Phan Khả Vận đi ra cùng với Dương Liễu Nhi, thấy thế thì lập tức vén tóc, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đấy. Điều kiện của cô ta cũng không thua kém chị họ mình. Cô ta được lên hình, lỡ như được người săn tìm ngôi sao phát hiện thì sao? Lỡ như cô ta được đạo diễn nào đó chọn trúng thì sao? Cô ta phải thường xuyên chuẩn bị sẵn sàng để luôn nắm chắc cơ hội. Nhưng phóng viên hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta mà chen đến trước mặt Dương Liễu Nhi, chỉ muốn Phan Khả Vận biến mất. Nhường chút đi thưa cô, đừng cản trở ống kính được không? Dương Liễu Nhi cúi đầu lôi kéo Phan Khả Vận nói khẽ. Chúng ta đi mau. Phan Khả Vận vừa đi vừa nói lại với phóng viên. Chúng tôi không nhận phỏng vấn, mấy người nhường đường được không? Phóng viên mặc kệ cô ta, vượt qua cô ta nhào thẳng tới chỗ Dương Liễu Nhi, đặt câu hỏi. Liễu Nhi, sao cô lại khóc? Là sức khỏe của cô có vấn đề sao? Dương Liễu Nhi cúi đầu từ đầu đến cuối, kéo theo Phan Khả Vận bước nhanh về phía trước. Phan Khả Vận dữ dằn nói. Làm gì có, chúng tôi rất khỏe, tới đây để thăm bệnh thôi. Vậy sao lại khóc? Là người nhà hay bạn bè bị bệnh? Là bạn trai hả? Phan Khả Vận. Không phải, không phải, không phải. Ôi, mấy phóng viên này buồn cười ghê. Vào bệnh viện nhất định phải cười sao? Ai mà chẳng có chuyện buồn, không cho phép người ta khóc nữa à? Mặc dù Dương Liễu Nhi không trả lời câu hỏi của các phóng viên, nhưng dường như người bạn đi cùng cô ta rất sẵn lòng trả lời. Thế là phóng viên bèn nắm lấy cơ hội hỏi. Liễu Nhi, cô vừa kết thúc họp báo đã vội chạy ngay đến bệnh viện, là tới thăm thị trưởng Cố sao? Tin tức Cố Đông Quân bị thương ở Đại Thanh Sơn cũng là tin tức được mọi người bàn tán hăng say. Một thị trưởng bị cách chức tạm thời đến Đại Thanh Sơn dạy học, rất khó để không bị nghi ngờ rằng anh đang gây ấn tượng tốt. Nghe nói lần này thị trưởng bị thương là do lở núi. Liễu Nhi, trong lúc cô cứu đám trẻ thì thị trưởng Cố làm gì? Thị trưởng Cố đến Đại Thanh Sơn dạy học thật sao? Đó có phải là điềm báo anh ấy sẽ phục chức không? Dương Liễu Nhi và Phan Khả Vận bị chặn đến nỗi không thể nào tin được. Mấy nhân viên bảo vệ bên trong bệnh viện quân y đều bắt tay hành động. Phan Khả Vận cãi hộ anh họ mình. Anh nói vậy là sao? Anh Đông Quân của tôi đương nhiên là thật tâm thật ý đi dạy học. Lúc xảy ra tai nạn, anh ấy cũng cứu người đấy. Anh Đông Quân, hóa ra cô gái này là em gái của Cố Đông Quân. Như thế thì sao Dương Liễu Nhi và em gái Cố Đông Quân lại có quan hệ tốt như vậy? Phóng viên nắm lấy chi tiết này, sau đó triển khai công kích mạnh hơn nữa. Liễu Nhi, nghe nói cô là người quen cũ của thị trưởng Cố, vậy nên hiện tại thương thế của thị trưởng Cố thế nào rồi? Lúc trước cô đăng trên Weibo là cô sẽ đến Đại Thanh Sơn, muốn tỏ tình hả? Với ai vậy? Là với thị trưởng Cố sao? Cô bỏ qua cơ hội đóng phim điện ảnh để đi dạy học, nguyên nhân không phải là vì thị trưởng Cố chứ? Liễu Nhi,
Thị trưởng Cố có đồng ý lời tỏ tình của cô không? Nhân viên bảo vệ đảm nhiệm công việc hộ tống này suốt cả đoạn đường. Dương Liễu Nhi cúi đầu đi nhanh. Phan Khả Vận vừa nhịn lại nhẫn, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa nói. Mấy người nhiều chuyện quá, đây là chuyện riêng của người ta, liên quan quái gì đến các người chứ? Nói phóng viên nhiều chuyện, EQ của vị tiểu thư này quả nhiên là số âm. Đoạn phỏng vấn này còn bình thường hơn cả bình thường, nhưng vì Phan Khả Vận đáp lại mà trở nên rất đặc sắc, trứng màu văng tứ tung. Phan Khả Vận nhảy vào cạm bẫy mà phóng viên răng ra một cách hoàn mỹ. Rất nhanh, tiêu đề bản tin tức của các nhà truyền thông đưa ra đều na ná giống nhau. Trọng điểm là tình cảm bí mật của Dương Liễu Nhi và Cố Đông Quân cuối cùng cũng lộ ra ánh sáng. Câu "đây là chuyện riêng của người ta" của Phan Khả Vận hoàn mỹ hình thành nên tất cả suy đoán của các phóng viên. Có một số việc, một khi đã phát sinh thì sẽ lưu lại dấu vết mọi nơi. Cư dân mạng hùng mạnh càng ngày càng tìm ra nhiều tin tức hơn, không ngừng gia tăng chứng cứ yêu đương của Cố Dương. Hai người họ đã sớm ở bên nhau, trước khi Dương Liễu Nhi vào giới giải trí kìa, luôn kín tiếng suốt bao năm qua. Năm nay đường làm quan của Cố không thuận lợi, nói dễ nghe là tạm thời cách chức để điều tra, nhưng thật ra là giữ gìn mặt mũi cho nhà họ Cố. Một người là đại minh tinh nổi tiếng, một người là thanh niên, đường làm quan tối tăm, khó nói sau này sẽ thế nào. Chẳng phải bọn họ đã chia tay từ lâu rồi sao? Mấy năm trước, lúc Dương Liễu Nhi còn chưa nổi tiếng như bây giờ, đã có tin đồn là phải kết hôn với đối tượng mà người nhà sắp xếp, nhưng sau đó đã bỏ mặc, đối tượng trong lời đồn chính là Cố Đông Quân rồi. Lầu trên nói không sai, thậm chí lúc ấy hai người họ đã chuẩn bị xong phòng cưới, sau đó Dương Liễu Nhi càng ngày càng nổi tiếng, càng ngày càng bận rộn, scandal cũng xảy ra liên tục. Chia tay là vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chắc hai người họ tái hợp rồi, đường làm quan của Cố không thuận lợi mà Dương vẫn không rời bỏ, bây giờ xem như hoạn nạn mới biết chân tình. Không thể phủ nhận là lực lượng cư dân mạng rất lớn mạnh, chắp vá lung tung bằng đủ loại giọng điệu. Trên cơ bản, bọn họ đã tự thuật là hoàn chỉnh chuyện tình của Cố Đông Quân và Dương Liễu Nhi. Đồ hót của vụ sạt lở đất trên Đại Thanh Sơn trôi qua rất nhanh. Tai nạn ở khu trẻ thất học cũng đã sớm không còn nằm trên bảng hot search. Dương Liễu Nhi thì ngược lại, mỗi ngày đều đứng đầu danh sách hot search. Bản thân cô đã nổi tiếng, cộng thêm công ty quản lý triển khai hoạt động, độ hot của cô ta không giảm mà ngược lại còn tăng thêm. Lâm Thiển tỉnh lại vào sáng hôm sau. Thiển Thiển, Thiển Thiển. Cô nghe thấy Cố Thành Kiêu liên tục gọi tên cô. Cô đảo mắt, muốn mở mí mắt nặng trĩu lên. Thiển Thiển tỉnh chưa? Tỉnh rồi phải không? Ninh Chí Viễn, trong mắt cô ấy đang động đậy. Là tỉnh hay chưa tỉnh vậy? Lão đại, đừng nóng nảy. Tình hình của chị dâu đều ổn cả, sớm muộn gì cũng tỉnh lại mà. Nói nhảm, sao tôi có thể bình tĩnh được? Cậu đã nói bao nhiêu lần rằng lát nữa sẽ tỉnh, lát nữa sẽ tỉnh. Lát nữa rồi, lát nữa mà có tỉnh đâu. Ninh Chí Viễn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lấy đèn pin ra, định kiểm tra tròng mắt của Lâm Thiển. Anh vừa định tới gần thì Lâm Thiển đột nhiên mở mắt ra. Cố Thành Kiêu quá phấn khởi, gạt văng Ninh Chí Viễn ra. Ninh Chí Viễn nhướng mày, vẻ mặt đau khổ. Thiển Thiển, em tỉnh rồi à? Cố Thành Kiêu nhào tới sờ khuôn mặt vì hôn mê quá lâu mà mất đi vẻ hồng hào của cô, yêu thương không thôi. Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có choáng đầu không? Thở có đau không? Chân có cảm giác không? Lâm Thiển khẽ cong khóe môi nói khẽ. Em nghe thấy anh đang mắng người ta. Đâu có, anh lo lắng cho em nên mới hơi lớn tiếng, không phải mắng chửi ai đâu. Cố Thành Kiêu quay lại nhìn Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn cười khổ nói. Là lão đại sốt ruột quá thôi chị dâu. Bé cưng đau khổ trong lòng, bé cưng không nói được. Cố Thành Kiêu nhìn Lâm Thiển chằm chằm, xem những người khác như không khí. Anh cầm tay cô đặt lên môi hôn nói. Bà xã, em thật giỏi. Anh cảm thấy rất tự hào vì em.
Ninh Chí Viễn và mấy y tá không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị ép buộc nhét thức ăn cho chó vào mồm, bèn vội vàng biết điều rút lui. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai vợ chồng họ. Cố Thành Kiêu cúi đầu nhìn cô tràn đầy yêu thương. Cảm thấy thế nào rồi? Lâm Thiển giơ tay chạm lên cằm anh. Cô chưa từng thấy anh râu ria lôi thôi thế này bao giờ. Từ trước đến giờ, bất luận có bận cỡ nào thì anh vẫn phong độ gọn gàng. Trong quân đội, anh là sĩ quan thống lĩnh, một thân quân phục oai hùng cao giáo. Trong nhà, anh là chủ gia đình, lúc nào cũng giữ uy nghiêm của một người chủ. Thậm chí anh còn mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, nhìn đến đâu thì chỗ đó phải gọn gàng, huống chi trên mặt hay trên người mình. Mà bây giờ vành mắt anh đen sì, râu mấy ngày không cạo, trong mắt hiện đầy tia máu, sắc mặt cũng cực kỳ mệt mỏi và tiều tụy. Nơi này là thành phố B hả anh? Chúng ta trở về ngay đêm ấy, em không nhớ sao? Em chỉ biết là chúng ta đã bò ra khỏi cửa hang an toàn, còn lại em chẳng biết gì cả. Cố Thành Kiêu xoay nhẹ đầu cô mỉm cười nói. Giỏi lắm, có thể cắn răng kiên trì chịu đựng tới cuối cùng. Về phần nhiều lần bệnh tình nguy kịch suýt chút nữa mất mạng, cô không biết cũng được. Em hôn mê mấy ngày rồi? Đã 2 ngày. Hả? Vậy nên 2 ngày nay anh đều không ngủ sao? Cố Thành Kiêu thở phào một hơi thật dài, nói. Em chưa tỉnh lại, sao anh có thể ngủ ngon được? Cảm động, cảm ơn, vui mừng, đau lòng. Rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau khiến mắt Lâm Thiển lập tức đỏ lên. Cảm ơn, em không biết phải nói gì. Nếu nhất định phải nói, vậy thì nói yêu anh đi. Anh thích nghe 3 chữ này nhất. Không. Lâm Thiển nhìn khóc, mỉm cười. Phong cách màu mè này là phong cách của Cố Thành Kiêu sao? Nói đi nói lại, mau nói đi mà. Không thể ngờ người đàn ông này còn có chiêu mặt dày, mày dạn, lăn lộn khóc lóc om sòm, dụi cằm vào cổ cô, vừa cọ vừa làm nũng thế này. Lâm Thiển bị anh cọ nhột, nói. Phải là 3 chữ đó sao? Nhưng em muốn nói 3 chữ khác hơn, làm sao bây giờ? Chữ gì? Cô kéo cổ anh thấp xuống, áp môi vào tay anh, khẽ khàng nỉ non. Em muốn... Cố Thành Kiêu sừng sốt rồi mặt đỏ bừng bừng trong 3 giây, làm Lâm Thiển rất vui vẻ. Cố Thành Kiêu há miệng cắn vào cổ cô, dùng râu đâm cô, dùng lưỡi liếm cô, đáy mắt anh đỏ ửng, kìm nén nói. Còn dám trêu anh thế này nữa không? Em chờ đi. Không cần mấy ngày xem, anh trừng trị em thế nào. Trừng trị thế nào? Em sợ quá. Muốn trừng trị thế nào thì trừng trị thế đấy. Hai người đùa giỡn một lát, Cố Thành Kiêu vẫn lý trí buông tha cho cô. Dù sao, cô cũng mới vừa tỉnh lại. Lâm Thiển nhìn anh thật kỹ, trừ vẻ mệt nhọc thì trên mặt anh còn có rất nhiều vết thương nhỏ. Những vết thương này là do anh bị va chạm hoặc bị xước trong khi lặn dưới nước, cứu cô. Anh không sao chứ? Nâng tảng đá nặng như thế, lưng và đùi của anh có bị thương không? Không có, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới. Lâm Thiển ôm lấy cổ anh, chu cái miệng nhỏ nhắn hôn anh một cái. Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước không thể thỏa mãn được anh. Ngay lúc môi cô vừa rời đi, anh bỗng chốc sấn tới dùng sức hôn cô ngầu nghiến. Tiểu Thiển, anh yêu em, anh không thể mất em. Em cũng vậy. Tim Lâm Thiển nóng lên, nâng mắt trong vắt dâng tràn vành mi. Cô đã từng kề cận cái chết nên lúc này hiểu được mạng sống tốt đẹp cỡ nào, cũng càng thêm trân trọng mỗi phút mỗi giây được ở bên người mình yêu. Cố Thành Kiêu đeo nhẫn lên tay cô lần nữa nói. Tiểu Thúy đưa cho anh. Lúc ấy em tưởng mình chết chắc rồi. Đúng rồi, Tiểu Thúy đâu rồi? Còn những người khác nữa, họ thế nào rồi? Tiểu Thúy và em trai con bé đều vô sự. Hiện tại hai đứa đang ở chung với ông nội của mình. Ca phẫu thuật của ông ấy đã thành công. Tĩnh dưỡng thêm vài ngày là sẽ được xuất viện. Anh đã sắp xếp xong tất cả sinh hoạt của họ ở thành phố B rồi. Em không cần lo lắng. Lâm Du đã xuất viện. Cố Đông Quân bị gãy hai chân,
đang bó bột ở khoa chỉnh hình. Còn hai bạn nhỏ khác thì một người gãy tay, một người gãy chân, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Họ đang được cứu chữa tại bệnh viện địa phương, ba mẹ họ đang ở chung với họ. Lâm Thiền gật đầu, cảm thấy yên lòng khi biết mọi người đều bình an vô sự. Thiên tai lớn như thế, trường học cũng trở thành đống hoang tàn, không có ai tử vong, là may mắn lắm rồi. Không có gì quan trọng hơn mạng sống của con người. Nhận được tin Lâm Thiền đã tỉnh lại, Lâm Húc hào hứng chạy đến ngay. Hai ngày nay ông không hề rời khỏi bệnh viện, chỉ vì cơ thể không cách nào trèo trống nên ông nằm thiếp trong phòng nghỉ. Lâm Thiền thấy dáng vẻ tiều tụy già nua của ba mình thì vội nói. Ba, con không sao, ba mau về nghỉ ngơi đi. Một người già lớn tuổi như Lâm Húc lại ngồi xổm trước đầu giường con gái khóc ròng. Đây không phải lần đầu tiên ông khóc trước mặt mọi người, có điều lần này là nước mắt vui mừng. Tiểu Thiền à, con đúng là nghịch ngợm, làm ba lo gần chết. Vất vả lắm ba mới có thể về nước đoàn tụ với con, thế mà con lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Suýt rời khỏi ba, nếu con đi thật thì cả đời này ba sẽ sống trong hối hận. Ba, con không sao mà. Lâm Thiền nghẹn ngào nói. Trước kia, cô luôn cho rằng ba cô không thương cô. Sau khi về nước, cho cô đủ thứ, tất cả đều vì muốn chuộc lại lỗi lầm. Thế nhưng, nhìn người đàn ông tiều tụy già nua trước mặt, cô biết rằng ba cô rất thương cô, giống như cô thương ông ấy vậy. Sau đó, Ninh Chí Viễn lại sắp xếp cho Lâm Thiền đi làm kiểm tra đối chiếu toàn diện. Kết quả kiểm tra cho thấy, máu tụ trong lồng ngực cô đã giảm bớt rõ rệt, lỗ thủng nhỏ trong lá phổi cũng đang dần dần lành lại. Dựa theo tình hình này thì cô có thể không cần phẫu thuật. Quan trọng nhất là hai chân của cô đã có cảm giác. Cô đã có thể vịn mép giường, bước đi chậm chậm. Các chức năng trong cơ thể cũng đang tiến triển theo hướng tốt. Lâm Thiền tỉnh lại, cả đội đặc nhiệm dã lang đều vui mừng, nhưng Trịnh Tử Kỳ thì vui không nổi. Sáng sớm hôm sau, cô ta xách một giỏ trái cây đích thân đến bệnh viện thăm hỏi. Lâm Thiền đã chuyển sang phòng bệnh bình thường. Dưỡng bệnh ở trong phòng VIP, vừa yên tĩnh mà lại thoải mái dễ chịu như đang ở phòng khách sạn 5 sao vậy. Trịnh Tử Kỳ gõ cửa đi vào, trong phòng bệnh có Cố Thành Kiêu và dì Trần ở Thành Đề. Cô ta thấy sắc mặt Cố Thành Kiêu đen lại, sau khi nhìn thấy mình thì trong lòng trùng xuống. Cố phu nhân, sức khỏe có khá hơn chút nào không? Lâm Thiền ngây người lấy làm lạ, cô ta đã đổi giọng gọi cô là Cố phu nhân chứ không phải là Lâm tiểu thư. Chuyện khác thường tất có yêu quái. Khỏe hơn nhiều rồi. Cô bận rộn vậy mà còn tới thăm. Cảm ơn đã quan tâm. Lại đây ngồi đi. Dì Trần, pha trà. Trịnh Tử Kỳ đưa giỏ trái cây cho dì Trần, sau đó chậm chậm bước tới trước giường nói. Tôi thong thả lắm. Thủ trưởng Cố chẳng giao việc gì cho tôi cả. Lúc nói câu này cô ta nhìn thoáng qua Cố Thành Kiêu, rõ ràng là nói cho anh nghe. Lâm Thiền nhìn Trịnh Tử Kỳ rồi lại nhìn Cố Thành Kiêu, thấy sao cũng bất thường. Hai người này lại làm chuyện xấu gì sau lưng mình rồi? Không đúng, chồng mình sẽ không phản bội mình, chắc chắn là Trịnh Tử Kỳ này lại gây sóng gió. Hừ. Nghĩ đến đây, Lâm Thiền bắt đầu trò đùa tự biên tự diễn quái đản. Ôi ôi! Cô bỗng cuộn mình ngồi dậy vẻ mặt đau đớn. Ông xã à, ngực em đau quá, ông xã. Cái giọng nũng nịu kia nghe là biết giả vờ, nhưng chẳng ai vạch trần cô. Cố Thành Kiêu cũng hết sức phối hợp. Sao thế? Đau chỗ này. Lâm Thiền nắm lấy tay Cố Thành Kiêu, kéo vào chăn, ấn lên ngực mình. Anh xoa đi, em đau quá. Anh xoa thì em mới sẽ hết đau. Em có thể diễn thật chút không? Cố Thành Kiêu nén cười nhẹ nhàng xoa ngực cho cô. Ừ, đậu hũ này miễn phí mà, lý nào lại không ăn? Trịnh Tử Kỳ quay mặt đi để tránh bộ dạng thân mật của hai người, nhưng cô ta không có ý định bỏ về, ngược lại càng kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Thiển cảm thấy không đùa được nữa, thế là buông tay Cố Thành Kiêu ra. Được rồi, hết đau rồi. Em hết đau nhanh thật đấy, Cố Thành Kiêu nghĩ thầm. Lâm Thiền là người thẳng thắn, không giấu được suy nghĩ trong lòng, hắng giọng hỏi. Cô không chỉ đến thăm bệnh đơn giản như vậy đúng không?
Trịnh Tử Kỳ hơi ngẩng đầu, ánh mắt như thầm chấp nhận. Chẳng phải cô nói chồng tôi và cô từng có quan hệ sao? Cô còn biết vị trí nốt ruồi son ở chỗ kín của anh ấy. Bây giờ đúng lúc có anh ở đây, cô có dám đối chất với anh ấy không? Cho dù Lâm Thiển tin tưởng vào Cố Thành Kiêu, nhưng phụ nữ chung quy vẫn là phụ nữ. Về việc đối xử với đàn ông có phản bội mình hay không, lòng dạ vĩnh viễn nhỏ nhen như thế, cô vẫn còn nhớ rõ khoản nợ cũ kia đấy. Trước giờ Lâm Thiển không phải người dễ trêu chọc. Ai đối tốt với cô sẽ đối tốt lại gấp 10. Nhưng nếu ai đối xử không tốt với cô thì nhất định cô sẽ trả lại gấp 100 lần. Con dao này là Trịnh Tử Kỳ đâm cô trước. Vậy đừng trách cô nhắm mũi kiếm vào cô ta. Dì Trần nghe xong thì rất xấu hổ, vội vàng lấy cớ đi nấu nước để rời khỏi phòng bệnh. Trịnh Tử Kỳ vô cùng khó xử. Đây vốn là lời bịa đặt. Bây giờ đứng trước mặt Cố Thành Kiêu, làm sao cô ta lại không biết xấu hổ mà đối chất với anh chứ? Nhiệm vụ lần đó cũng kết thúc lâu rồi. Sở dĩ Trịnh Tử Kỳ không lộ diện một thời gian dài cũng bởi vì Lâm Thiển cắn mãi chuyện này không nhả. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy khó khăn đến nỗi khiến người ta suy sụp, chứ nói chi đến việc đôi co. Có điều hôm nay cô ta đến đây vốn là muốn tạ tội. Nếu bây giờ trở mặt bỏ đi thì tiền đồ của cô ta sẽ tan nát. Trịnh Tử Kỳ hít sâu hai lần, cương quyết đè nén sự khó chịu xuống đáy lòng, mỉm cười nói. Làm gì có chuyện đấy, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Hiểu lầm? Tôi không phải trẻ con lên ba mà có thể hiểu lầm chuyện này. Thành thật xin lỗi Cố phu nhân, nếu trước đây tôi có chỗ nào khiến cô hiểu lầm thì tôi xin tạ lỗi với cô ở đây. Trịnh Tử Kỳ hạ giọng, giọng điệu của cô cũng vô cùng hèn mọn. Quan hệ giữa tôi và thủ trưởng Cố vẻn vẹn chỉ là hàng xóm cũ. Trước đây khi anh ấy còn độc thân, tôi còn hy vọng xa vời rằng có thể thay đổi mối quan hệ đó. Nhưng bây giờ anh ấy đã kết hôn, tôi không dám hy vọng xa vời nữa. Sau này cũng sẽ không, xin cô yên tâm. Cũng xin thủ trưởng Cố hoàn toàn yên tâm. Đoạn độc thoại nhận lỗi này của Trịnh Tử Kỳ làm Lâm Thiển không thể nổi nóng. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Người ta vừa tặng đồ lại vừa nhận lỗi, Lâm Thiển cũng không tiện làm khó. Cố Thành Kiêu thì ngược lại rất ngạc nhiên. Không phải trước đây anh chưa từng từ chối cô ta. Anh đã thử qua hàng trăm cách từ chối, cuối cùng chỉ có thể phòng cô ta như phòng trộm. Hiện giờ Lâm Thiển chỉ dùng chiêu đốt chất này đã khiến Trịnh Tử Kỳ biết khó mà lui. Đôi khi anh rất bội phục vận may mèo mù với cá rán của cô nhóc này. Lâm Thiển gãi đầu nói. Nếu cô đã nói vậy thì tôi bỏ qua chuyện này, sau này sẽ không nhắc lại nữa. Cố phu nhân thật là rộng lượng, vậy hôm nay tôi đến không uổng công rồi. Cái gì? Vẫn còn chuyện nữa hả? Có thể nói hết trong một lần được không? Trong lúc Lâm Thiển đang sinh lòng bất mãn, Trịnh Tử Kỳ lại cúi thấp đầu xuống, nói. Hôm đó, dưới đống đổ nát, tôi thật sự bận tâm đến an toàn của nhiều người hơn, cho nên mới đưa ra ý kiến bỏ đi việc cứu cô. Tình hình lúc ấy nguy cấp, mong cô có thể hiểu cho. Dù sao, không phải ai cũng có bản lĩnh như Lăng Vương. Khả năng của tôi có hạn, xin chị dâu hãy tha thứ. Chuyện này... Lâm Thiển rất buồn bực. Chuyện này mà cũng cần phải cố ý đến xin lỗi ư? Chẳng phải người bình thường đều sẽ làm như thế sao? Đại đội trưởng Trịnh, cô nói quá lời rồi. Lúc ấy là chính tôi yêu cầu các cô rút lui, không liên quan gì tới các cô. Thậm chí Lâm Thiển còn cảm thấy vừa rồi mình cư xử với vị nữ đội trưởng đặc công như thế là quá đáng. Cô ta là sĩ quan đặc công ưu tú, được quốc gia đào tạo, sao có thể tùy tiện hạ mình nhục nhã được chứ? Cảm ơn Cố phu nhân đã thông cảm. Trịnh Tử Kỳ cần Lâm Thiển tha thứ, nhưng cô ta càng cần Cố Thành Kiêu tha thứ hơn. Cô ta e sợ ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này mặt anh vô cùng âm trầm đáng sợ, ánh mắt lạnh thấu xương, bức người, khiến người ta không rét mà run. Trịnh Tử Kỳ thấp thỏm lo lắng trong lòng, vừa hoảng lại vừa sốt ruột. Thế nhưng Cố Thành Kiêu vẫn im lặng không trả lời, ánh mắt khủng khiếp, đăm đăm nhìn cô ta. Ánh mắt ấy khiến Trịnh Tử Kỳ bất giác run rẩy. Cố phu nhân, cô nghỉ ngơi thật tốt nhé. Tôi chợt nhớ ra còn có việc phải giải quyết ngay lập tức. Tôi đi đây. Không cần tiễn, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong, Trịnh Tử Kỳ bỏ đi như chạy trốn.
để lại Lâm Thiển ngơ ngơ ngác ngác. Ông xã, cô ta bị sao vậy? Ai biết? Ánh mắt của Thành Kiêu đã thay đổi, trở nên dịu dàng, điềm tĩnh và ấm áp. Trước kia cô ta ở trước mặt em cao ngạo biết bao nhiêu. Sao hôm nay lại cố tự làm khó mình vậy? Chẳng lẽ cô ta nghĩ giả vờ yếu đuối sẽ được anh thông cảm à? Dùng sự yếu đuối của mình để làm nổi bật sự dữ dằn của em, để anh rời xa em. Cố Thành Kiêu xoa đầu cô, mỉm cười nói. Đi theo anh lâu ngày, đầu óc cũng trở nên thông minh, có thể nghĩ ra được những mưu mô này. Tránh ra, em nói nghiêm túc đấy, anh không cảm thấy cô ta có vấn đề sao? Cô ta vốn dĩ có vấn đề mà. Đầu óc không bình thường hả? Ừ, cô ta nên đi khám. Lâm Thiển khinh bỉ anh. Em nói này thủ trưởng Cố, hai ta có thể tâm sự vui vẻ được không? Có thể chứ, muốn tâm sự chuyện gì? Tâm sự về chuyện có cần phải kiểm tra lại lần nữa cho em hay không, ví dụ như nội soi dạ dày hay đường ruột. Quả nhiên là người biết tận diệt chủ đề, Lâm Thiển xoay người kéo chăn. Em mệt rồi, muốn đi ngủ. Tất cả kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của Lâm Thiển đã không còn đáng ngại. Tuy nhiên, phổi của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên vẫn cần ở lại bệnh viện vài ngày. Hôm đó, Lâm Du đến bệnh viện thăm Lâm Thiển. Anh chồng nhị thập tứ của em đâu rồi? Anh ấy phải đi làm. Đi làm? Chẳng phải trong mắt anh ta chỉ có vợ yêu thôi sao? Lâm Thiển cười không ngậm được miệng lại được. Nào có, anh ấy cũng rất tôn kính nghề nghiệp mà. Hài, em đấy. Lần này may mà có Cố Thành Kiêu, anh ta thật sự đánh cược cả tính mạng mình để đi cứu em. Lúc về nhà, chị có nói chuyện với Lâm Tiêu. Mặc dù chị ấy không nói gì nhưng trong lòng nhất định hâm mộ em chết luôn. Chị Lâm Tiêu vẫn kết hôn với Tống Đình Uy sao? Ừ. Hai người thở dài thay cho Lâm Tiêu trong chốc lát, rồi Lâm Du lại tràn đầy phấn khởi, nói. Nói cho em biết một chuyện. Cố Đông Quân hỏi số điện thoại của chị, nhưng chị không cho. Ôi ôi ôi, chí khí quá nha. Đúng thế, chẳng phải lúc trước anh ấy không cho chị sao? Chị gọi đây là ăn miếng trả miếng. Mau mau mau, kể em nghe đi. Thế là Lâm Du liền chia sẻ với Lâm Thiển đủ thứ chuyện phát sinh với Cố Đông Quân trong khoảng thời gian này, kể cả chuyện gặp phải Dương Liễu Nhi và Phan Khả Vận vào hôm xuất viện. Trước kia không biết rõ chuyện của họ nên chị luôn nghĩ rằng bạn gái cũ là nốt nhu sa trong lòng anh ấy. Bây giờ trên mạng đào bới rõ rành rành chuyện của họ thì chị đã bình tĩnh rồi. Chuyện gì? Nếu Dương Liễu Nhi muốn tái hợp, vậy bây giờ chị không nên chen chân vào. Đợi khi nào anh ấy giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi, nói sau. Chị không sợ bọn họ thật sự tái hợp sao? Đó là duyên phận của họ. Chị đã trải qua sinh tử nên suy nghĩ cũng thoáng hơn nhiều rồi. Lâm Du tỏ ra như đó là lẽ thường. Lâm Thiển khịt mũi xem thường. Thôi đi, bớt lại. Nếu bọn họ thật sự tái hợp, lúc đó chị đừng tìm đến em mà khóc đấy. Hai chị em đang nói thì điện thoại Lâm Thiển bỗng rung lên. Úi chà, nhanh vậy mà đã dùng điện thoại di động đời mới rồi hả? Hơm, Phan Khả Vận nói em là nhà giàu mới nổi, quả thật không sai. Lâm Thiển không để ý tới lời chế nhạo của Lâm Du, cầm điện thoại lên nhìn. Ôi trời ơi, Cố Đông Quân hỏi em số điện thoại của chị này. Cô gần như kinh ngạc thốt lên. Phong thủy xoay vần là đây rồi.